Đây số mấy anh ơi? Em có bấm 5 phút nhá. Em cứ bấm đi, anh số anh bấm giờ rồi, đứng 16 là ra sân. Đứng rộng ra, sân to mà, sân to mà, đứng rộng ra. Đội mình hay đá hẹp nhiều rồi, giờ anh để ý toàn đứng ở trong chỗ hẹp thôi, chứ có đứng ra thì còn phải chạy đều. Đá chuyền đi nào, sút đi bao giờ mới ăn được. Trời ơi. Ô, mà có xanh anh? Đội ba mà có xanh à? À, thế này em Trung Anh không vào cùng một trận nhỉ? Em Trung Anh tưởng là em với Trung Anh cũng là một cánh.
Làm quả đậu chè đi anh em. Lắp quả đậu chè đi. Một ngày lắm đã lên vui đi ok à. Mua đi. Ui giời. Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào. Anh ơi, 5 phút rồi đấy. Cho ai ra quay. Ai ai ai. Trời ơi, kêu như thế rồi mà anh thật nhở đá tần tần đứng rồi đá tạch vàng nó quen rồi. Còn nửa phút nữa. 30 giây cho anh em một động lực. Máy bao nhiêu?
10 phút được không? Mấy phút hơn 10 phút đi anh. Hết rồi. Hết 10 phút hết rồi. Hết giờ rồi. Bỏ đá 15 phút thì mới được còn 2 phút thôi. Bỏ đá 15 phút đấy thì vừa đá 10 phút được còn 5 phút nữa thì mới được 2 phút. Em bảo là còn 3 phút anh. Tớ quay rồi, tắt à? Ý là vừa bỏ đá 10 phút thì em tắt đi xong sau lại đá thêm 5 phút nữa. Đá của mày đẹp thế mà. Ê, cái anh này chuẩn tốt nhờ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ừ, không vào. Mạnh mẽ lên, yếu đuối thế. Đi vào cảm xúc. Đi bạn. Cha nở gì biết, thế anh chỉ bóng cho. Cô thơ thằng bé. Chị chị bảo là trời, chị đuôi chị đang vội xuống táo này. Chả là chắc em đang đứng trong quán đợi rồi, sợ em đợi lâu. Cái gì chị? À, em nó mua trà sữa. À, lúc chị còn đi xuống vào siêu thị, chị em mua cái đồ ăn đồ vặt nữa. Mua người đá xong còn ở lại à? Cái số bỏ vào không thành có hai. Bỏ đá mua mấy cái bìa xuống đây. Bỏ vào rồi còn 11. Xong là chúng ta ướp. Ôi, đây à? Không chắc là không. Phân nhà quá. Sân bóng không sao đâu. Anh Tuấn, lấy đá kiểu gì? Anh vừa đá đúng không? Sao đá không chuyền bóng cho Huy? Thằng này không biết đá đâu chuyền bóng gì? Đấy. Sao không chuyền bóng cho tiền đạo? Làm ăn tôn. Không phải à? Đâu tưởng là nhập bóng cho bảo mất một cách. Đấy, cái gì vậy? Người ta nhìn ra quay quay mình người phải tự phát. Huy ơi, thôi thì mắn nói nhiều em ơi, khổ thân thằng bé. Không phải đâu chị ạ, ra bắn em trước. Để em bắn đâu? Thiên! Ui! Sút hiền thế thì. Hay quá nhờ. Đi cùng số. Nay lạnh mà em phải mặc áo quần áo. Không bao kia mà đi bình thường thì lạnh lắm. Em lại lên rồi dính hẳn luôn. Đấy. Bị bắn bắt. Hey, hey, hey. Lên. Ui trời. Hello. Hơn lúc bên kia thì là hang độ bây giờ lên tên. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Ôi hai anh em. Cất đi bánh tay trong các cửa đá đâu. Chứ hàng còn gì nữa. Có ngủ thì xe nó có được không?
Bóng nhặt từ bên ngoài mà lại bảo vào rồi thì không biết là thủng lưới. Thánh. Ô em tưởng quả đấy là thằng Long đá vào xong kia rồi mà. Vào lưới rung lưới, rung lưới lưới ngoài. Cho bóng khác nào. Có bóng vẫy rồi. Để ai đi nhặt. Ôi giời. Dạ chưa đâu anh, chưa đâu. Rồi, sao để mất bóng vậy? Ôi! Khó trong thủ môn. Trận này thủ môn vất vả ạ. Lá còn chưa ra vạch này luôn, đứng về sau vạch mà mệt luôn. Chợ đỡ bóng. Ngày xưa thì mất dạy hay nhở, hay quá nhở. Ôi giời ơi, đá vào.
bao mình đã vào bằng với nhà trong trong một cái pha rất là lòng ngoằng ấy, như chân đá lúc nào không biết. Mình đã ghi được bàn đấy nhá, mình kính ghi bàn. Ai tư ghi bàn nhá. Trong một pha rất lòng ngoằng mà mình đã tự ghi bàn. Hay quá nhở, ơi ơi. Còn muốn đi ơi, bố cứ bắt lên cạn. Mày đâu mới quay về được cái bóng rồi. Ui. Mày quá nhở. 2 phút nữa nha. Anh em đủ đội chưa? 2 phút nữa. Mặc áo vào đi, ai mặc áo thì mặc áo vào đi để còn biết. Từ từ ai có phần làm gì mà vội ấy nhỉ? Áo diễn viên muốn đi tù ấy nhỉ? Nói câu của đôi chứ anh xem anh nào đây. Anh Hùng ơi, cái anh ta nằm tháng bên kia xem có nghỉ 15 phút không? Mình không được. Sau đó họ không đủ người, mình vào nó không có ra gì. Nhưng hôm nay nó không vào luôn là mình lại mất thời gian ấy. Đợi họ lâu lắm. Bán liền luôn ấy. Cơ mình nhiều. Ai em ra bảo đi. Huy, cái nào được kia đi. Ở bên ngoài kia là gì đủ một độ. Nó mệt cho nó nghỉ kêu mình, cho nó kêu 15 phút. Mình đã 2 đội vào luôn này. Đội này đá liền tầm 1 tiếng là một chơi. Đúng không? Ít người em. Đội mình thì thừa sức. Ừ, mình 3 đội rồi. Không cho họ đá thêm trận nữa mà mệt thì pha cuối cùng nhá. Ôi rồi pha cuối đó. Huy ơi, hết rồi Huy ơi. Thì báo thế thì tắt luôn. Thank you.
Huy. Mười lăm phút à? Quay đi anh Tập. Đang giữ bóng là Huy Mõm. Thôi đừng quay thế mà video. Cái kèo này 2 tiếng rồi. Đến 9 giờ, 7 giờ. Đâu hôm nay được anh em mình thì quên đêm. Vì quay đâu anh? Quay gì cứ nhìn vào máy á. Đất bụng. Cho bóng khác vào độ cho nó. Hay quá. Chờ em mãi không xa rồi. Gianluigi Buffon. Musa Sissoko. Ai bắn đây? Ai
Quá khỏe. Xách ba lô và hẹp. Hẹp, hẹp. Đi thay anh kia với anh này như này. Đây là có hai anh chưa đá kìa. Có 27 với lại anh này nè. Mánh này là mấy ít ấy hả chị? Chị cái mánh. Chị cái mùi luôn. Không bán mà. Hả? 7 anh. Do nó mới đổi áo gì nó mà ông mới cái màu trắng không thủy chưa không chuyển được ở dưới dài cổ chân ra tí em ơi, bóng cũng lên tiền đạo này. Không sao,
11 30 đoạn hiệp. Không đi bộ về em ơi, đi bộ đi ra nào. Mười lăm giây nữa, 15 giây nữa là 12. Anh em đợi chuẩn vừa đã chuẩn bị vào này. Kính ơi, kính đâu rồi? Mười hai, một từ đấy. Ba phút nữa, hai phút nữa, và cuối đó thôi. Thở đi, thôi, thở đi, bây giờ đâu, bây giờ đi nè. Đó phun này xuống rồi. Hai đều à? Trận của em có ghi quả mưa không? Không. Trận em có bàn không? Có ai ghi bàn không? Trận trước mình không 1-2 đấy. Giờ mới ghi bàn là 2-2. Đâu? Trận của em làm gì ghi quả nào đâu? Có không, 2 đội không ghi đúng không? Trận trước thua, trận trước thua quả đúng không?
làm gì? Không đeo bao tay vào. Dương đứng dịch cho chứ. Còn em ơi. Cái này cứ tập trung xem là quay không để ý luôn. Sửa xe trong màn hình thôi. Số 7. Chắc tưởng rồi, không càng nữa. Mà kia, mà kia. Lại ôm hôn cái. Mày không khéo tị. Sỉ số mấy ông Việt Nam này giờ hơi gắm lợn. Số 7 xuống đi em. Đằng sau chứ. Hay quá. Hay quá em ơi. Ôi. Một pha không cần nhường nhau. Hôm nay một cái em một tạ kia không quay. Nhưng em thấy nó đứng cầu. À. Ôi, 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 trước khi trận đấu này thì cầu thủ Anh Hùng đã thề thốt rằng anh sẽ lập hat-trick trong trận đấu này và 2/3 giấc mơ đã thành hiện thực. Mấy cầu thủ Malay này chơi bẩn thế. Số 7. Tỷ số đến thời điểm lúc này đã là 3-2 nghiêng về cầu thủ Malaysia. Với khát khao chiến thắng trong trận này vào vòng chung kết. Các cầu thủ Malaysia chơi bằng quyết tâm cao nhất. Vâng. Anh là một cầu thủ của Jin nhập tịch.
Nghĩ nó chăn. Vâng, bác kích. Bác kích vừa có một pha chọc khe cho táo mèo. Táo mèo đã say rồi. Vâng. Sau lượt đi hiệp 1 8-0 không bàn gỡ thì lượt về các cầu thủ Myanmar đã bổ sung lực lượng, có thể nói là nhặt những cầu thủ quốc gia sang để chơi lượt về. À, Thong Son không được rồi. Vâng, với chiều cao 2m4, cầu thủ vừa rồi đánh đầu bắc kích được hay không? Có thể nói là cầu thủ anh Huy hôm nay đã ra gặp đàn bà nên. So về cân nặng của trận đấu lượt đi thì các cầu thủ Malaysia gấp đôi cầu thủ Việt Nam. Phải ba đều rồi, đá thì thoải mái được, hơi nặng nề tâm lý tí. Rất nguy hiểm. Một pha cản phá trúng mông của anh Duy. Nhưng mà rất tiếc là pin đã yếu. Bắc kích. Rất tốt. Bắc kích có thể nói là đôi chân rất khéo của anh. Tuy vài lần không được khéo lắm nhưng anh Hiệp ơi, 12 phút là thôi đúng không anh? Ok anh. Vâng, một quả đi hết đường biên ngang cho FC Tobama Việt Nam. Sau pha xử lý vừa rồi, huấn luyện viên online vô thị tề. Anh ơi, chuẩn bị phút 12 anh ơi. Những tâm lý ức chế đang khiến cho những trái bóng không thể theo ý chí cầu thủ anh Huy. Cầu thủ số 7 của Malaysia tuy nhỏ con nhưng đôi chân rất dài. Như vậy
Vâng, họ đã áp sát phần sân nhà. Đội trưởng cắt sinh rất khó chịu. Được hay không? Ủa sao một đá thoáng thế nhỉ? Ừ, hắn ở trên hết rồi, còn mình hai người bên trên. Còn sớm đấy. Lối chơi đôi công của hai đội có thể là cởi mở ra một lối chơi rất thoáng. Sô đi qua. Sô đi qua. Sô đi qua. Một pha cắt bóng không thành công của Myanmar. Nhầm, Malaysia. Thằng kia trên cửa. Nếu phát là chết. Bá kích không được. Chuyến này cầu thủ bá kích ra sân, chúng tôi sẽ không cho uống rượu bá kích nữa. Ơi, 16 rồi. 16 hay 15 giờ mày. Ơ thế à? Đúng lúc này nhắn anh Hòa là phút. Anh ơi, chuẩn bị phút 16 anh ạ. Vâng, một pha bóng có thể nói là phút 90 cộng 4. Anh Huy rất dẻo. Anh Tuấn. Anh Hùng sút luôn. Bá kích. Rất tốt. Lên máy quay. 7 phút và anh nhé. Chìm chân mẹ nó. Bảo Huy phải chỉnh lại cảm xúc đi. A cáu thế này là dễ ra ngoài lắm. Pha đẹp quá. Tụi đây, tôi bắt được tài cho anh ấy. Xin chào các công vụ. Bốn công vụ đang xem. Ở chỗ có đây có cái công viên này. Tôi cũng mới hôm giờ rồi đấy. Ôi trời, bài chuyện kêu mê ra. Mặt chính rồi. Anh bảo ai gần.
Đẹp trai nhiều tiền đóng giỏi, anh Hiệp lên nghĩ nguyên chọn bài. Mấy 3 phút đây ạ? 13 phút rồi. 3 phút. Nó bảo là nó bỏ á, anh không bảo thế, nó bảo Lâm bỏ á, anh không bảo thế. Còn đấy không báo thì có mà còn đấy không vào thì thôi đau đầu nhá. Anh có vào thay mình kìa. Không, em nó bảo anh bảo là đến giờ.